Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài là vì sao họ không đủ yêu để ở lại trong cái mối quan hệ này với bạn, hoặc là giống như là vì sao họ lại rời bỏ bạn vì cái lý do gì, vân vân. Và tiếp theo cái trải bài này thì mình sẽ trải luôn cái trải bài đó là kết quả của cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào ha, và xu hướng của nó sẽ như thế nào các bạn ha. Thì bạn hãy đón xem cái video nha. Và bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha. Hôm nay mình sẽ có 3 tụ bài. Các bạn nào mà muốn mua cái bộ bài này á thì ở dưới có để cái đường link nha bạn nha. Và có đang giảm giá, có chương trình giảm giá. Và ngoài ra thì cái phần này á, cái bộ cái set đá này cũng đang thanh lý. Đây là tụ bài số 1 cho cái màu hồng, tụ bài số 2 là cho cái màu xanh, và tụ bài số 3 là cho cái màu đen ha bạn ha. Rồi bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 1 được chưa các bạn. Rồi, tụ bài số 1 với cái hũ đá màu hồng nha. Ok, tụ bài số 1 bắt đầu từ bằng 1 phút 11 ha. Rồi, vì sao? Vì sao họ không đủ yêu để ở lại trong cái mối quan hệ với bạn? Ở trong cái mối quan hệ này, trong cái câu chuyện này, thì mình sẽ thấy được là một là như thế này. Cái đối tượng này của bạn á, trong cái mối quan hệ giữa hai người á, nó có một cái sự gọi là kích hoạt những cái tổn thương ở bên trong, cho nên nó là có một cái nỗi sợ ở đây khi mà tương tác với nhau. Cái thứ hai á, là mình thấy là cái năng lượng của bạn với cái người này cần có cái việc communication, nói chuyện nhiều hơn với nhau. Ở đây có thể là cái việc là ở trong một cái khoảng cách địa lý xa, nó cũng là một cái ảnh hưởng nho nhỏ. Nhưng mà gọi là vì sao mà họ không có đủ cái tình yêu để mở lại với bạn á, thì có thể ở đây là cái khoảng cách địa lý nè. Cái thời điểm mà mình nghĩ là một trong hai người cần có cái thời gian để chữa lành nè, không có đủ niềm tin trong mối quan hệ này nè. Và cái mối quan hệ này nó có cái sự đổ vỡ, nó có cái sự rạn vỡ nè. Đó, và cái mối quan hệ này là cái việc mà vượt qua cái khó khăn á, để mà đến với nhau á, là rất là quan trọng. Mình nói giống như là cái mối quan hệ này nó chưa có chín mùi, mình cảm thấy như vậy. Nó chưa có đến cái thời điểm thích hợp để mà hai người đến với nhau ha. Cái người này á, họ cái tình yêu của họ đúng thật sự là mình cảm thấy là không đủ á. Giống như họ có thích thú, có thích bạn, có thương bạn, có thế này thế nọ, nhưng mà mình nghĩ là bạn với cái người này là cần thêm cái thời gian. Một trong hai người cần phải chữa lành xong cái bản thân của mình, nỗi đau của mình, và bạn với người này phải cần gặp nhau nhiều hơn nữa, cần nói chuyện nhiều hơn nữa ha, cần phải hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì mình vẫn cảm thấy là mối quan hệ này là nó có một cái liên kết mối quan hệ ba người, cho nên có thể là ngoài bạn thì người này có một người khác nữa, hoặc là một trong hai người là sẽ có tình yêu mới nha. Đó, thì mình chỉ cảm thấy rằng là mối quan hệ này, cái điều mà khiến cho cái người này không có ở lại đó là khi mà cái người này quay về thì cái người này muốn comeback lại hoặc là quay về thì ở vào một cái thời điểm không đúng. Cái thứ hai là một cái năng lượng của việc là chưa có vượt qua được cái nỗi sợ và chưa có open cái trái tim của mình để mà trọn vẹn yêu thương. Đó, thì mình thấy là ở đây có thể là có sự di chuyển, có thể là có những cái sự khó khăn về mặt khoảng cách địa lý ha. Và có những cái nỗi sợ mà chưa có được, một trong hai người chưa có chữa lành xong. Thì mình thấy là cái người này á, có thể họ sẽ liên lạc lại với bạn, có thể họ sẽ nói chuyện lại với bạn, có thể họ sẽ có khởi đầu mới với bạn hoặc là làm bạn với bạn đó. Nhưng mà để gọi là mối quan hệ này nó có một cái sự reflect, giống như là phản ánh cho bạn những cái nỗi sợ, những cái sự tổn thương bên trong của bạn ha. Thì mình chỉ khuyên bạn là trong cái thời điểm này, khi mà mọi thứ nó chưa đúng lúc á, thì cái người này không thể chưa ở lại được trong cái mối quan hệ này với bạn. Thì bạn gọi là nên bình thường hóa mối quan hệ này và nói chuyện nhiều hơn, cứ trao đổi, cứ nói chuyện thôi ha. Rồi đến một cái thời điểm đúng lúc thì bạn sẽ thấy tình yêu mà đủ thì họ sẽ quay lại, họ sẽ không phải là quay lại mà họ sẽ ở lại trong cái mối quan hệ tình cảm này. Còn ở cái hiện tại thì mình vẫn cảm thấy là mối quan hệ này nó cần thêm thời gian và nó còn hời hợt lắm. Cho dù giống như là năng lượng hiện tại là nó còn chưa có thể kết nối với nhau, bạn chỉ có thể nói chuyện hoặc có thể chia sẻ với nhau, và một trong hai người sẽ có những cái cơ hội khác trong mối quan hệ giữa hai người.
Thì mình thấy là ở đây là không, I want to meet you again, có thể là người này cũng hứng thú về bạn, cũng muốn nói chuyện với bạn, nhưng mà để gọi là cái tình cảm này nó đã sâu nặng và nó như nó chín mùi để tiến đến một cái giai đoạn thì mình nghĩ là chưa đó. Cho nên là bạn bạn không cần phải quá quan tâm về việc là cái người này như thế nào, họ ở lại như thế nào trong cái mối quan hệ này nha. Đó, mà bạn chỉ cần biết được là tạm thời là mọi thứ nó chưa có phải cái thời gian đúng đắn, cho nên là mình cứ tiếp tục, mình cứ vui vẻ trong cái cuộc sống của mình cứ tiếp tục hưởng thụ cái thời gian bản thân một mình, hoặc là có thể thậm chí là bạn kết nối với những người khác, hoặc là giống như là mình cho bản thân mình phép, cho phép bản thân mình được độc thân trong cái khoảng thời gian này để mình quen biết nhiều người ha, mở rộng những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình, trong cái tình cảm của mình ha. Mình sẽ xem một số cái cung hoàng đạo. Song tử là 1, bạch dương là 2, sử nữ là 3, kim ngưu là bạch dương là 4. Bạch dương nãy có rồi ha bạn ha. Rồi các con số thử xem là nó có cái con số nào, số 6 nè ha, số 7 ha, bạn nào mua cái Astrodeck này ở dưới có đường link ha, số 7 nữa ha bạn ha. Rồi mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây ha, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi ở đây mình sẽ đến với cái tụ bài số 2, đó là cái hộp đá màu 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 xanh nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 2. Tụ bài số 2 của chúng ta sẽ là vì sao họ không đủ yêu để ở lại với bạn. Thứ nhất á, mình nghĩ là đây là một cái mối quan hệ mà gọi là một cái bài học trong cái cuộc sống. Tại vì mình thấy á, cái người này với bạn có những cái tương tác làm cho cả hai rất là mệt mỏi. Và mình thấy là cái sự mệt mỏi bế tắc, cái việc á, mà gọi là có thể gọi là không hợp tính, mà cũng có thể rằng là cái sự gia trưởng và cái khuôn khổ của cái người này quá nhiều ha, trong cái mối quan hệ này ha. Và có thể rằng là trong cái mối quan hệ này á, bạn không có được trân trọng, bạn không có được đúng cái giá trị. Và mình nghĩ là cái người này chỉ xem bạn là một cái mối quan hệ backup thôi, hoặc là một cái mối quan hệ mà chớm nở thôi, chứ không phải là một cái mối quan hệ giống như mình có sự lãng mạn với nhau, mình bạn rất là dễ thương, bạn có thể thu hút người này nhưng mà cái tình yêu này, một là tình yêu nó gọi là tình yêu cũ, người yêu cũ, sự nói chung là sự dừng lại, sự quay lưng, sự bất đồng về quan điểm, những cái sự mà nó không có hành thông trong cái mối quan hệ này. Và cái người này thì họ cũng gọi là không có cái sự xúc tác hoặc cố gắng trong cái mối quan hệ này để mà đưa cho mối quan hệ này một cái bước cao hơn. Mình nghĩ là ở trong cái giai đoạn này hai bạn thức tỉnh trong cái mối quan hệ của chính bản thân mình, để một là đi tìm lại giá trị của mình, hai là để mà nâng cao cái năng lượng của mình, để mà phát triển cái sự tự do cá nhân của mình, đi tìm cái giá trị của mình nhiều hơn là cái việc là tương tác với nhau. Thì cái mối quan hệ này mình cảm thấy là nó bị mắc kẹt rồi, và cái người này không đủ tình yêu để ở lại với bạn nha. Cái người này không đủ tình yêu để ở lại với bạn, có thể họ cần một cái sự khởi đầu mới, họ cần một cái nền tảng mới, họ muốn mở những cái cánh cửa mới ha. Và mình nghĩ là mối quan hệ này khi mà thức tỉnh thì ai cũng có một cái vị thế, một cái vị trí của bản thân mình, có thể gọi là, có thể là trong một số trường hợp là, tại vì đây là trả bài chung ha, trong một số trường hợp là các bạn sẽ có một cái tôi cao và có một cái vị thế của mình vững vàng, và mình không có thể nào hy sinh cho cái đối phương được. Và cái mối quan hệ này nó có một cái dòng xoay mà đã đến cái lúc mà mình phải nhìn thấy và mình phải đặt xuống, giống như là mình không có cởi mở được bản thân của mình trong cái mối quan hệ này. Mình cần phải tập trung vào cái giá trị của bản thân mình nhiều hơn, làm việc với cái bóng tối của mình nhiều hơn, phải tự xây dựng lại nền tảng trong cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Và ở đây là cái mối quan hệ này là mối quan hệ cũ ha, một cái mối quan hệ mà nó khá là mệt mỏi, nó khá là gọi là hấp dẫn, nhưng mà rốt cuộc thì vốn dĩ mình cũng sẽ là một người ở bên lề cuộc sống của người này, họ sẽ không chọn mình chưa là chính yếu, mình không thể là chính yếu, mình là một người thứ ba, mình chỉ có sự thu hút tạm thời chứ mình không có nền tảng mãi mãi trong cái mối quan hệ này. Cho nên là đó là lý do vì sao mà cái người này họ không ở lại với bạn đó. Với lại là cả hai người cũng có những cái sự bất đồng quan điểm trong cái cuộc sống, mà không có cùng nhìn về một hướng, không có cùng một cái
sự quan tâm, có không cùng một cái gọi là có thể nhường nhịn nhau về lời ăn tiếng nói ha. Và mình nghĩ là quan trọng nhất là cái mối quan hệ này nó chưa đi vào cái sự cam kết vậy thôi, cả hai người có thể là không có cam kết trong mối quan hệ này. Cho nên là đây rốt cuộc thì chỉ là một cái bài học để cho mình trưởng thành thôi. Ok, mình sẽ bóc xem coi là có những cái cung hoàng đạo nào trong cái mối quan hệ này. Cung thiên bình. Thiên bình thêm một lần nữa. Cung bọ cạp. Cung cự giải. Cung nhân mã. Tiếp tục. Tháng 4, số 4. Những cái con số ha, số 7. Số 7 lần nữa ha bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 ở đây ha. Các bạn nhớ đón nhận một cách cởi mở tại đây là cái trải bài chung. Cái thứ hai là bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 3. Ok, ở trong cái mối quan hệ này thì mình thấy có một cái sự chia tay liên quan đến kết hôn, liên quan đến hôn nhân. Và trong cái mối quan hệ này thì nó bị chông chênh và nó bị cái tôi cao và sự đau lòng nha. Cái người nam này họ có thể là đau lòng, họ còn tình cảm với mối quan hệ với bạn, giống như họ còn tình cảm. Nhưng mà bạn có thể là nói chung năng lượng nữ, có thể là năng lượng của thiên bình bảo bình song tử. Năng lượng nam có thể là kim ngưu gì đó, song ngư cự giải bọ cạp. Thì mối quan hệ này nó có rất nhiều ảo ảnh, ảo tưởng, sự lo lắng, không có tin tưởng đó, nó không có định. Và cái người này á, thì có, mình nghĩ là cái năng lượng trong cái mối quan hệ này là cái người này khá là bốc đồng, và cái mối quan hệ này nó dễ bị chông chênh, xô xô đẩy xô dạt bởi những cái điều khác xung quanh ha. Sự sự gọi là có thể là gọi là hai người không tin tưởng nhau, nên là hai người tạm thời cho nhau một cái sự rời xa, tạm thời cho nhau một cái sự khoảng cái khoảng cách ha, tạm thời để cho cả hai người có thể là hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình trước tiên đã. Và cái mối quan hệ này thì nó cũng giúp cho bạn nhìn nhận lại cái liên kết này. Và khi mà không có tin tưởng nhau thì cái việc mà cái tình cảm của bạn với người này giống như sự xảy ra cãi vã nè, không có tin tưởng vào cái kết nối hôn nhân nè, gọi là cự cãi hoặc là chia tay ly dị nè, và không có bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình nữa nè đó. Sự lo sợ ngoảnh mặt quay đi mà không giải quyết sự việc nè đó, hoặc là quá là cứng nhắc, hoặc là quá là gọi là luôn luôn bảo vệ lẽ phải, sự công bằng một cách quá mức nè, không có sự nhu mì, giống như là kiểu như là cần gọi là tha thứ hoặc là cần như thế nào đó theo hơn nữa. Tại vì mình thấy cái mối quan hệ này là cái sự kiên nhẫn, sự chờ đợi nó lại là nó rất là quan trọng. Thì cái người này có thể không đủ kiên nhẫn, cái người này không có thể là không đủ sức mạnh, không đủ cái một cái vị thế, một cái gì đó để mà thuyết phục bạn trong một cái mối quan hệ tình cảm. Mà có thể rằng là mối quan hệ này giống như là cả hai là giống như chúng ta cho nhau những cái điều này và chúng ta không có muốn mắc nợ nhau, hoặc là chúng ta không có giống như là cảm thấy là có thể là được bố thí tình cảm trong mối quan hệ này, nghĩa là trong lòng nó suy nghĩ rất là nhiều thứ, như là chông chênh rất là nhiều thứ. Đây là mối quan hệ này thì gọi là vì sao người này không đủ ở lại, thì trong cái câu chuyện này nó có tới hai hướng lận. Một hướng là bạn với cái người này chỉ là dating tạm thời thôi chứ không có ở lại với nhau, là giống như người này họ có một cái cam kết khác rồi, một cái gọi là sự kết hôn hoặc là cái gì đó khác rồi ha. Cái thứ hai là bạn với cái người này là chưa phải là the one của nhau rồi ha, cái mối quan hệ này chưa phải là the one của nhau rồi. Cái mối quan hệ này là giống như mình quen nhưng mà mình không chắc chắn về mối quan hệ này, và cũng chẳng có xác định về mối quan hệ này, cũng chẳng có biết được là về tương lai cái mối quan hệ này đó đó. Và mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ này thì có thể rằng là mọi thứ là nó cần cái thời gian đó. Giống như là bây giờ mà việc mà cái người này có muốn quay lại đi chăng nữa thì mối quan hệ này cũng không đủ nền tảng để quay lại, nó không có đủ sự tin tưởng để quay lại. Và có thể là ở thời điểm này bạn lạnh lùng và bạn muốn sống cho bản thân của mình, thì đó cũng là cái
cái người này vì sao họ không đủ yêu thương để ở lại trong mối quan hệ với bạn, là bởi vì họ có quá nhiều thứ trong cuộc sống mà hiện tại là chông chênh, và họ quay lưng và họ không có đủ bình tĩnh để họ có thể quyết đoán, hoặc là nhìn rõ, hoặc là nhìn thấu, hoặc là trí tuệ, hoặc là thông thái để trong cái mối quan hệ này mà giải quyết cho nó tốt hả bạn ha. Ok, và bây giờ mình sẽ xem thử coi là có một cái cung hoàng đạo nào trong cái mối quan hệ này nha, ngoài những cái mà mình đã nói nha. Cung kim ngư nè, cung bọ cạp nè, cung sử nữ nè, cung cự giải nè, và các con số hả bạn ha. Số 3 nè, số 7 nè, số 1 ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái trải bài tiếp theo, đó là kết quả mối quan hệ này sẽ như thế nào.